Hello các bạn, đây là năm cái củ sạc mới nhất của hãng Spigen. Hãng Spigen được biết đến là thương hiệu về phụ kiện ốp lưng. Thì bây giờ trước mặt các bạn là những cục sạc của Spigen. Khui nhanh ra cho các bạn coi ha. Đầu tiên là cái củ sạc này giá 890 ngàn, có chuẩn gen. Cục sạc này 30W các bạn. Và đây là cục sạc duy nhất trong bốn cái cục sạc này, cái chân các bạn gập lại được ha. Rất nhỏ gọn, rất đẹp. Có duy nhất một cái cổng 30W USB-C thôi. Các bạn có thể mua cục này sạc cho iPhone hoặc Samsung hoặc những cái chiếc điện thoại khác. Rất gọn, rất xinh. Tiếp theo là cái củ sạc Arc Station các bạn, giá 658. Cục sạc này 27W nhưng có BBS hỗ trợ cho Samsung chuẩn 25W, rất gọn, rất nhỏ, màu đen, cái chân không có xếp được, duy nhất một cổng 27W USB-C, cái lõi bên trong màu cam. Cao hơn một tí các bạn có thể mua củ sạc 35W với hai ngõ USB-C đó, cùng một lúc các bạn có thể sạc cho hai thiết bị, hai cổng nó sẽ chia ra rất đẹp, màu trắng 35W và 27W. Cao hơn nữa các bạn, đó là củ sạc Arc Station Pro Gen 452, tổng cộng 45W, 1.190.000. Lớn hơn một chút, nặng hơn một chút, tuy nhiên nó vẫn rất là gọn. Và hãng nói nó nhỏ hơn 26% so với những củ sạc khác trên thị trường. Được trang bị hai cổng USB-C với chuẩn Gen. Cuối cùng các bạn, cái củ sạc Arc Station Pro Gen 652 với tổng cộng 65W. Với củ sạc này thì các bạn có thể sạc cho những chiếc MacBook gọn gọn nhỏ nhỏ hoặc là những chiếc iPad. So với những củ sạc thị trường thì nó vẫn nhỏ hơn tới 53%. Hỗ trợ hai cổng USB-C giúp các bạn có thể sạc một chiếc iPhone hoặc một chiếc iPad. Đó, bốn củ sạc từ nhỏ tới lớn ha, tùy các bạn lựa chọn. Và đây là một củ sạc có chân xếp nữa, là năm cục sạc mới nhất của hãng Spigen vừa có hàng tại Mai Nguyên.